Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua, lực lượng cảnh sát hình sự từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh mạnh với tội phạm tín dụng đen. Qua đó đã điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng tội phạm liên quan, góp phần làm trong sạch địa bàn, giúp cho người dân an tâm sinh sống. Người vay thanh toán tiền nợ. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh nhiều văn bản chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố cần phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo các thủ đoạn hoạt động phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của tội phạm tín dụng đen thông qua các hình thức, sinh hoạt, các mô hình, các buổi họp tổ dân cư tự quản để người dân nhận diện, nâng cao phòng ngừa, tự tránh xa. Cho vay nặng lãi, bước đầu thì nói mình nó dù ngon dù ngọt rồi cho vay lãi vậy, nhưng mà tới hồi vô trồng đồ rồi cái nó bắt trả mình trả lãi không, cuối cùng cái lãi cái gốc mình vẫn còn hoài mà lãi là nó lấy gấp đâu gấp ba cái gốc rồi. Nếu mình mà ngưng trả lãi nó thì đàn em nó được lợi nó mạnh mẽ. Cần tiền thì mình cũng ráng mình mượn anh em bạn đồ hay là còn không thì mình chờ mình vay ngân hàng thôi, chứ mình cũng nghe nói nhiều cái rồi, nhiều người nói rồi nên là mình cũng đâu có dính vô cái đó chi. Ngày nay vay nặng lãi gì đó, lãi suất cao mà. Em vay mà em hỏi là nó mất tiền em đâu vay 3 triệu mà ra thành 40 mấy. Vay xem trả không nổi chị, mắc á. Nếu mà em cần tiền á thì em đi đâu em vay? Em vô ngân hàng vay. Tội phạm tín dụng đen thì nó kéo theo phát sinh nhiều loại cái tội phạm khác, như cái tội phạm cưỡng đoạt tài sản, cố gây thương tích, thậm chí đe dọa giết người. Trước với cái tình hình tội phạm tín dụng đen hiện nay thì nó cũng diễn biến hết sức là phức tạp, nó vừa công khai như là rải tờ rơi, dán quảng cáo rồi cho vay trực tiếp, thu lãi trực tiếp, rồi nó vừa diễn ra trên các trang mạng xã hội như vay qua app, quay qua các website. Thì người dân mà mất cảnh giác thì sẽ rất dễ vướng vào cái tín dụng đen. Ngoài ra thì cái hệ lụy của tín dụng đen thì nó kéo theo rất là nhiều cái. Đối tượng không thu được lãi,
hoặc là không thu được cái tiền gốc thì dẫn đến đe dọa khủng bố về mặt tinh thần đối với người vay, làm cho nhiều trường hợp thì người vay phải lâm vào cái tình trạng quẫn bách. Khuyến cáo người dân là không có dính tới tín dụng đen. Nếu mà không ai một người dân mà dính tới cái tín dụng đen thì cũng đề nghị người dân chủ động tố giác và cung cấp thông tin cho lực lượng công an để đấu tranh xử lý với cái tội phạm và vi phạm pháp luật về tín dụng đen trên địa bàn tỉnh. Quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững sự trong sạch của địa bàn, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đồng thời tập trung rà soát, phát hiện, kiên quyết đấu tranh triệt xóa, xử lý nghiêm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen.